Thì A Di Đà Phật. Dạ. Thì hiện nay á, ngài Minh Tuệ lúc ẩn lúc hiện á chú. Mà trước cái lúc mà ẩn hiện này, ngài có nói là con còn có ba tỉnh của đồng bằng sông Cửu Long mà con có chưa có tới được. Thì con cũng là ước mong đến ba tỉnh đó, đó chính là Cần Thơ, Vĩnh Long và An Giang. Dạ thưa chú, có khi nào sau này ngài Minh Tuệ sẽ quay về tỉnh An Giang để mà ngài trụ ở đó tu hành đến cuối đời không hả chú? Có thể ngài sẽ định lại một vị trí nào đó trong Thất Sơn Bảy Núi. Dạ. Ngài kia tổng tỏa Cần Thơ là Thờ Can, Vĩnh Long là Lỏng Mới Vinh. Dạ. Còn Cà Mau thì Cao Gà Ma. Nếu màn này ai không lành lầm đến giữ thì sẽ bị lực bù trừ của vũ trụ sa thải. Mong bà con cô bác tất cả anh em huynh đệ chúng ta phải gắng ai ăn chay được thì ăn, đúng không? Còn theo cơ địa của mỗi người, bốn bữa quy tắc của thầy, đúng không, thì cũng được, cũng tốt. Chúng ta phải giữ giới cho nó nghiêm thì mọi việc chúng ta sẽ gia đạo bình an, tu cầu gia đạo vuông tròn, chồng hòa vợ thuận, cháu con tạo hiền. Chúng ta phải giữ giới, rồi ăn chay phải niệm Phật, lo cho tất cả những người cơ nhở đối gách cơ hàng, giúp vào đó mới nhầm. Còn khuyên bà con đó, bớt đi chùa lại để trở về cái thân tâm an lạc. Gần 30 rảnh thì chúng ta đi cũng tốt, chứ chúng ta đừng tập trung đông quá, không rồi con em chúng ta bị nhiễm nhiều cái sàm tăng thì làm cho là Phật giáo suy đồi. Mong là cô bác ai có con em chúng ta nên thận trọng, giảm là đi chùa lại để trở lại cái tâm lo làm ăn sốt sắng tu hiền theo Phật đạo, để chúng ta ngày sau sẽ giúp cho đất nước được đẹp giàu. Dạ cảm ơn chú. Dạ mà thưa chú, trong cái sấm giảng thi văn ngài Đức Bình giáo chủ có viết rằng luồng thanh điển thoáng qua như chớp mà chuyển căn tiền nhắc lớp người xưa. Vậy thì ngài Minh Tuệ hiện ngày nay ngài có tu được thanh điển hay không, mà tại sao ngài đi tới đâu thì nhắc lại là cái bản tánh bổn tánh con người phải quay về phải tu tập ha chú? Đúng rồi, cái làng thanh điển thì nó bao gồm cả vũ trụ, là trong cái từ trường tức là luồng điển thanh. Nếu ai thanh điển thì từ trường của làng điển thanh sẽ phủ vào người đấy, là chuyển lại những căn tiền, là những cái căn trước người ta đã thành đạo, người ta mượn cái xác hủ trong sạch khôi ngô tướng tốt đạo hạnh để người ta nhắc lại cái bổn lai của tôn chỉ hành đạo của nhà Phật ngày xưa, để cho chúng ta noi theo để mà hành đạo cho nó đúng theo cái chu kỳ, chỉ làm lành lãnh dữ, không ăn hiền ở lành giữ giới là đủ trong cái kỳ ba của Long Hoa Hậu. Dạ mà thưa chú, như hiện nay ngài Minh Tuệ ngài là phủi bỏ, ngài không phải phủi bỏ nhưng mà ngài nói là pháp môn của ngài là không có tụng kinh, không gõ mõ, thì có phải rằng là pháp môn tu vô vi? Tại vì trong cái sấm giảng của Đức Bình giáo chủ nói mà đạo vô vi tấm nẻo cao sâu gì đó chú, có phải không? Tiền tới cái không mới có. Dạ. Đạo vô vi của Phật ân cần nâu theo chí Thích Ca ngày trước, tức là vô vi, tức là không thay đổi được cái nguyên thể. Phải làm theo chánh pháp của nhà Phật. Thì chúng ta là một người công dân, một người tín đồ, hay là một con chiên, hay là tất cả trong cái tam giáo quy nguyên kỳ này là Phật Thánh Tiên, đồng quy nguyên hiệp nhất, ngũ chi cũng trở lại hiệp nhất, thì chúng ta phải thương yêu đồng bọc lẫn nhau, đúng không? Thì mới rõ được cái lời nói của Sư Minh Tại. Một thánh nhân xuất hiện không phải thường, ngài đã buông bỏ tất cả cái bản ngã, cái chữ ta
ngày sinh con với tất cả đại chúng, tất cả nhân sinh trong cái thế giới của Việt Nam riêng, của quốc gia mình, thì Ngài là một bậc minh sư, không cần tụng kinh gõ mõ, mà Ngài chỉ A-di-đà-phật. Khi ai tiếp diện với Ngài thì Ngài dẫn chân con hạ mình, Ngài nói những lời mà Phật xưa đã dạy, ráng làm lành lánh dữ thì được nhiều phước, ráng ăn chay niệm Phật làm lành, không nên là ngũ dục. Ngài khuyên như vậy thì Ngài là đang hành pháp để cho chúng ta hiểu cái cơ pháp kỳ ba là phải hành. Dạ, cảm ơn chú. Dạ mà thưa chú, con thấy Ngài Minh Tuệ, Ngài thiền rất là nhiều. Nhưng mà trong cái sấm giảng thi văn của Đức Huỳnh Giáo Chủ có nói là chúng ta phải tu theo pháp tu tịnh độ mới là tu tắc, để mà mau trở về đắc quả, trở về nơi Phật quốc, nơi xưa chúng cũ. Nhưng mà con không hiểu là tại sao Ngài Minh Tuệ, Ngài thiền thôi mà Ngài vẫn được sáng suốt như vậy. Vậy thì có phải chăng lời của Ngài Đức Huỳnh Giáo Chủ nói chúng ta chưa hiểu tới nơi đó chốn, hay là Ngài nói là không phải là kịp thời kịp lúc như hiện nay nữa hả chú? Thì Đức Huỳnh Giáo Chủ có khuyên chúng ta tầm đạo thiền, dạ, cấp sớm khuya, dạ. Thì ý của Đức Huỳnh Giáo Chủ kêu chúng ta phải hành đạo thiền. Hành đạo thiền, ừ, cấp sớm khuya, cũng như buổi chiều chợ trưa đồ ế bán rẻ ghề chẳng kẻ hối mua, mà hôm nay sư Minh Tuệ không làm được, đi đứng nằm ngồi người ta vẫn thiền. Còn có pháp môn niệm Phật là do tha lực niệm nguyện lực của mình và cộng với tha lực, mà mấy ai thành? Tại vì niệm Phật A Di Đà phải nhất tâm, mà bao giờ nhất tâm? Cái khó hả? Rất là khó cái nhất tâm. Cái thế giới cực lạc A Di Đà chưa có ai thấy hết, không? Mà nguyện lực của mình về A Di Đà Phật có phải vọng tưởng hay không? Dạ, thì có người đã nói như vậy đó. Có người nói là mình về thế giới A Di Đà là cái thế giới cậu mà gọi là mơ tưởng, là vọng tưởng. Độ giống như là một cái người giàu của Việt Nam, một người giàu thiệt là giàu, đi du lịch sang nước Mỹ, ý là Ngài nói là phải có tiền nhiều và tu pháp môn tịnh độ là phải có cái nguyện lực hay là người căn cơ cao cực kỳ như thế nào mới tu được pháp môn đó. Dạ thì chú có thể giải thích chia sẻ cho bà con biết là Ngài nói như vậy là ý như thế nào, sao Đức Huỳnh Giáo Chủ mình là kêu mình là tu pháp môn tịnh độ hả chú? Cái pháp môn tịnh độ là pháp môn dễ tu nhất, là khi ta niệm Phật thì có tha lực độ, cộng với nguyện lực của mình thì tịnh độ giác thiền trị dục tâm. Mà mình hỏi cái trị cái dục cái tâm mình chưa, ngũ dục mình có trị được chưa, mà niệm có gành chưa, ngành nếu chúng ta niệm gành là chúng ta phải giữ giới, giữ tâm giới thì chúng ta niệm gành, lục căn chúng ta thanh tịnh, không nó không nhiễm lục trần, thì chúng ta niệm trần là chúng ta tây phương tại thế chứ không phải về tây phương cực lạc ở trên. Tại vì tất cả chúng sanh đều tận hưởng cái thế giới mới là Long Hoa Giáo Chủ Di Lạc hạ sanh tôn Phật tại thế. Chúng ta về tại thế, chúng ta hưởng một mùa Long Hoa tại thế chứ không phải về Tây Phương. Nếu ai tròn sáng tròn lành, không đủ đức độ để về cùng Ngài, không do xây dựng cái Long Hoa mới sẽ mở. Dạ cảm ơn chú. Dạ thì sẵn đây chú chia sẻ giùm cho con được hiểu và quý bà con được hiểu. Ngài Đức Huỳnh nói chủ, Giáo Chủ nói rằng là khó tìm cho gặp chủ nhân ông còn ẩn lánh trong vòng sanh chúng. Dạ thì tại sao mà khó tìm cho chủ nhân ông quá vậy hả chú? Tại vì cái chủ nhân ông là cái tâm, còn cái thân của mình là đầu mình và tay chân. Cái thân của mình không làm chủ được thì cái tâm đứng bên ngoài. Ta hỏi Phật tại tâm chứ ở đâu xa mà tìm kiếm trên non núi, không rồi cái tâm đứng ngoài không, phải tức là chủ nhân ông đứng ở ngoài. Thì Đức Huỳnh mới kêu chủ là giữa tâm và thân có hiệp,
hiệp nhất thì chúng ta mới gỡ được cái vô vi. Thân tâm phải hiệp nhất, đó là chủ nhân âm là cái tâm, cái thân của mình là tứ đại, thân tâm phải hiệp nhất. Ý nó sanh mà tâm nó không giữ, nó muốn tai thì nó nghe, mắt thì nó thấy, thân thì muốn sướng, làm sao cái tâm nó vô được, phải không? Nếu mà muốn tâm được chủ nhân không thì phải tâm an trụ. Tâm an trụ tức là thân phải việc vào thân, thân tâm an trụ mới định quán mọi nơi mọi việc, thì chủ nhân ông mình không còn đi nữa. Dạ. Mới trở về tâm. Dạ. Dạ. Mà thưa chú, trong sấm giảng ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ cũng nói là thập tam ma thì phải dùng trí kiếm. Dạ, thì con cũng chưa hiểu cái trí kiếm là dùng cái gì hả chú? Cái trí kiếm là chúng ta đoạn tuyệt nhãn nhĩ tỷ thiệp thân ý thức là bảy. Dạ. Tất tình lục dục đó, trong 13 con ma đang ẩn trong cái sắc phàm của mình, lục căn mình không có thanh tịnh, thì 13 cái con ma này lúc ta ngồi niệm Phật thì nó ra, nó ẩn hiện cho chúng ta, nó khơi lên những cái nghiệp trước và những nghiệp sau, nó ẩn hiện rồi vi tế sẽ trở lại, rồi quay là a lợi thức á, của con người. Muốn ta muốn đoạn tuyệt nó, chúng ta phải dùng trí, mà thân tâm phải trụ thì chủ nhân ông mới đoạn tuyệt được cái là thập tam ma. Cái trí của mình cũng như một lưỡi gươm, thầy ví dụ như một lưỡi gươm, chúng ta nếu chúng ta bị vô minh che phủ thì chúng ta không thể diệt nó được, thì chúng ta phải dùng trí tức là chúng ta phải tịnh tọa, mà có huệ, định thì có tuệ, tịnh thì mới có huệ thôi, thấy không? Mà khi chúng ta có tệ rồi, có trí tới chúng ta thông minh thì chúng ta sẽ diệt, cũng như một thanh gươm mà đoạn tiệp thập tam ma, ngụ ý của thầy nói vậy. Dạ, có nghĩa là thầy cũng khuyến khích chúng ta ngồi thiền, ngồi định. Dạ. Mà con thấy hình như đạo Hòa Hảo mình ít ai ngồi thiền chút. Chỉ lo tha lực, lo niệm Phật mà mấy ai được dẫn sanh. Dạ, mà con thấy là làm từ thiện nhiều, nhiều nhất là làm từ thiện. Thầy có nhắc là tu làm sao một xác hai hồn mới ngoan. Một xác mà hai hồn mới ngoan, tức là tu hồi nãy đó để nói là tìm được chủ nhân ông đó. Dạ. Tức là hồn thiên của mình, hồn thiên của mình giờ một cái hồn tự tại giữ cái thân kim thể của mình. Hai hồn, một xác hai hồn, tức là khi chủ nhân ông đã trở về thì mọi sự mới sáng tỏ được. Có nghĩa là tu làm sao để cái hồn của mình nó ở trên sáng suốt, ở trên nó nhập vào đó. Cái hồn ngu tối đang trụ thân mình. Đúng. Và nó hiệp lại. Dạ thì sẵn đây con cũng xin hỏi mở rộng thêm, thì có một cái ông nọ, ông tự xưng ông là chủ nhân ông á chú. Ông xưng ông là chủ nhân ông, mà ông nói vừa chủ nhân ông mà là vừa là Ngọc Đế, mà là vừa Phật A Di Đà, vừa Phật Di Lặc. Con không hiểu tại sao ông nói gì kỳ lạ vậy chú. Cái ông này vọng tưởng. Dạ. Tôi còn vọng tưởng, tức là xưng này xưng nọ. Chủ nhân ông là nguyên thể nó là chủng tử, là chủng tử, là một viên ngọc sáng mà mình đã chùi lao nhiều đời nhiều kiếp. Khi thân tứ đại chúng ta gã ra thì cái thần thức nó bay về trên, đó là hồn thiên. Hồn thiên. Là chủ nhân ông của mình. Dạ. Khi chủ nhân ông của mình đã tìm lại được, khi mình chuyển thế đầu thai đầu sanh gì đó, chuyển kiếp vật luân chuyển luân hồi, thì mình tâm tìm được chân lý tu đạo hành thiền, thì khi chủ nhân ông đã về có bổn lai diện mục của mình thì mình sẽ sôi thấu được muôn pháp. Nên Đức Huỳnh Giáo Chủ kêu chúng ta gắng tâm tìm được chủ nhân ông đang ẩn dạng trong dành chân chúng, tại vì cái tấm tâm là chủ nhân ông, nó bay ra ngoài không, đi tối ngày nó tính chuyện của người ta không à, nó không về làm chủ bản thân của nó.
Dạ thì giữa chú cháu mình đang bàn luận về vấn đề đó, vậy thì con xin hỏi rằng ngài Minh Tuệ ngài có dùng được trí kiếm để mà trảm lục thập tâm ma chưa hả chú? Thầy đã chạm xong. Dạ đã trảm xong rồi. Trảm xong. Dạ ngài cũng đã tìm được chủ nhân ông của ngài luôn hả? Ngài đã tầm được chủ nhân ông của ngài. Dạ. Mà bây giờ tại sao khi thị hiện ngài xuất hiện là tất cả đứng hai bên còn hơn một vua chúa xuất hiện, thì một vua này là một vua Phật. Dạ vua Phật tương tự lai động, sau này nó tự động hơn là cái vua vua chúa kia. Vua chúa kia là phải ra phải thông báo. Dạ. Hôm nay là vua đi duy tuần là tất cả bà con phải nên đứng không hai bên. Bây giờ là sư Minh Tuệ xuất hiện không? Dạ. Còn hơn vua chúa ngày xưa, tức là một cái thông tin trong cộng đoàn bạn cũng nhờ các anh các chị YouTube tức Facebook rồi TikTok vậy đó không? Đăng lên thì cái sứ mạng của ngài nó bay khắp năm châu bốn biển. Dạ hôm nay chú nói con mới thấy YouTube mới thấy rằng ngài Minh Tuệ giống như là một vị Phật Dương phải không chú? Đúng rồi, giống như Phật Dương. Dạ. Dạ mà thưa chú hôm nay chú có thể phân tích thêm cho bà con thấy. Người ta nói ngài Minh Tuệ đã mở được con mắt thứ ba, mà con thấy trên trán của ngài Minh Tuệ nó có những cái lằn giống như là một cái hình Phật vậy. Có phải chăng rằng đó là con mắt Phật của ngài đã mở, và cái hình đó là Phật A Di Đà hay là một cái gì Phật gì không hả chú? Cái đó là một ánh Phật quang. Dạ. Khi mọi người nhìn vô sự tưởng của mỗi nhân viên, nhìn vô do mỗi là huynh đệ của mỗi tôn giáo nhìn vô cái phương diện khác nhau, người thì nhìn vô thấy là như là thể hiện của Quán Thế Âm. Dạ. Một người thể hiện là A Di Đà. Dạ. Một người thể hiện như từ Phổ Thích Ca, nhiều khía cạnh như vậy, nhưng mà rốt cuộc đó là một ánh quang chiếu rọi. Dạ. Đó là mắt thứ ba đó. Dạ. Một ánh quang là một mắt thứ nghĩa ba. Là thiên nhãn hả? Thiên nhãn. Cảm ơn chú. Bây giờ nó mới chiếu rọi ra là lồi ra ma tăng hết, sạm tăng ma tăng lồi ra hết. Hôm nay chú phân tích chiếu rọi ra hết. Khi con mắt đó thành ra là những sạm tăng, những cái tăng không chánh trực, họ rất là sợ, rất sợ cái ánh sáng. Dạ. Cái ánh sáng họ đang sống trong cái vô minh tối tăm, nhờ cái ánh lực sáng của sư Minh Tuệ nó tỏa sáng ra, thấy không, nó sợ. Dạ. Hôm nay chú chỉ con mới thấy chứ con cũng không hiểu rõ. Dạ. Dạ thì thưa chú, có người nói rằng ngài Minh Tuệ là tuy là lâu ngày không tắm nhưng mà có cái mùi thơm rất là thơm tho, mà có người lại nói rằng là đi ngược chiều gió vẫn có cái mùi thơm thông thoảng đó nữa. Vậy thì chú có thể phân tích và chỉ cho bà con thấy tại sao mà họ nói như vậy, có nói quá hay không, hay là có mùi thơm đó thật sự hả chú? Bây giờ mùi thơm của sư Minh Tuệ đã tỏa khắp hết năm châu bốn biển rồi. Dạ. Tại vì ngày tu niệm tầm thường, mà lời của Đức Quỳnh Giáo Chủ nói hôm nay ta tu niệm tầm thường sao danh thể xả hương khắp chốn. Giữa danh và thể không, bây giờ nó khắp bốn biển năm châu tới mùi thơm đó không, ngược gió chiều gió gì nó vẫn thơm hết. Từ Âu sang Á, từ Á sang Âu, năm châu bốn biển đều có tin tức của ngài. Đó, tiếng thơm đã đồn hết rồi. Tiếng thơm của đạo hay đó, của đạo hạnh, đó là đạo hạnh của con người. Dạ. Dạ. Bây giờ hôm nay một cái buổi trò chuyện của chú thì con được mở ra rất là nhiều điều. Dạ thì con biết chú là cũng có cái luồng thanh điển, vậy hôm nay rất là vui chú có thể hát pháp về điển cho con được nghe, mấy anh em được nghe, và quý bà con cộng đồng ở trong ngoài nước được nghe vài điều về cái luồng thanh điển đó chú. Dạ, kính mời chú hát ạ. Nam mô A Di Đà Phật. Bây giờ từ duyên mong bà con thông cảm có gì sơ sót thì cũng xin quan hệ. Lời phát ngôn ta thiền âm ông đào thao, tôi có đôi lời
nhắn nhủ với đệ huynh. Nữ nam tân cũ chung cùng, lo chung đại đạo kỳ cùng quân ba. Chúc tất cả gần xa âu a, nên thương yêu đùm bọc lại qua. Con cha con mẹ một nhà, chớ nên đâu đa phiền hà khổ thân. Gắng tận tâm lo cho đất nước, gắng giữ gìn mỗi đào sơ khai. Mình là tôn giáo của ai, phải theo pháp mà nay phải thực hành. Chúc cho nam nữ chị anh hành theo chánh pháp gõ gành trước sau, đi đứng thì cũng phải thật nào, nằm ngồi phải ráng một màu chớ phân. Di Đà lục tử ân cần, trao tâm sửa tánh học hành người xưa. Có thiên bác nhà đón đưa, nữ nam tân cụ mới có phước thừa hồi quy. Bây giờ bất luận chuyện chi, ta nên an trụ vô vi mà hành tu thì con có phân tranh. Không cao không thấp gõ gành trước sau, cùng nhau quy lại một màu. Không tranh không đấu lai chào nam bang, kỳ tam xuất hiện gõ gàng. Chừng mình xưa minh tệ cho người rõ xem. Tu đi để có được giàu, long qua chầu Phật mới gò gàng hiếu chung. Làm lành lánh giữ chung cùng, tâm thành chỉ nguyện bóng tùng phủ che. Chúng ta phải dạc an màng the, tu theo chánh pháp vô vi mới là. Mình là nam nữ ta bà, gắng theo chánh pháp học mà người xưa. Tâm thành chí nguyện lọc lừa, tâm an chí định phước thừa mới đau lai. Bây giờ bất luận là ai, làm lành lánh dữ gặp ngài Minh Dương. Tu không có tính đo lường, tham sân tam ái tòa trương giữa kề. Chúc cho tất cả mỗi bề nữ nam tân cũ quy hồi về nam. Chúc cho tất cả đạo tràng nữ nam tân cũ một đàn hiển vinh. Chừng nào sấm nổ liên thinh thì ta mới tặng có tình đạo ca. B.
bây giờ sắp hết màn ba, chúc cho nam nữ nhà nhà lo tu, lo tu để sâu qua cù, để thăm an lạc dân du Nam Đàn. Chúc cho các lớp các hàng tâm an chí định rõ ràng bổn lai. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay con gặp chú hai trao duyên trao pháp, mặt mày rõ thông, gieo này đi khắp năm châu, ơn của chú đạo màu ta hát ghi. Dạ con xin hết ạ. Nam mô A Di Đà Phật. Chúc cho tất cả cô bác thanh văn an lạc, chúc tất cả làm lành đến giữ tu hiền theo Phật đạo, theo tôn chỉ của mình tu hành, mình quy y ở nơi nào thì phải hành y nơi đó. Nam mô A Di Đà Phật.